Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao mình và Bill Gates cùng có 24 giờ một ngày nhưng Bill Gates lại có thể kiếm được rất nhiều tiền, còn mình thì không? Và các bạn cũng có bao giờ tự hỏi xem liệu 1 giờ của mình đáng giá bao nhiêu hay chưa? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Trang tìm hiểu nhé! Và trước đó các bạn đã cùng quay trở lại với YouTube channel của I Am My Trang. Ở vị trí mà bạn đang làm, mức lương mà bạn đang có, chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau cho giá trị thời gian mà các bạn đang có. Tuy nhiên, Trang sẽ lấy một con số khá phổ biến mà Trang cho rằng những bạn trẻ ở độ tuổi từ 20 đến 30 cũng đang có con số này, hoặc ít nhất là nên hướng tới con số này, đó là mức lương tháng 20 triệu. Chúng ta đầu tiên sẽ cần tính tổng thu nhập của một năm. Tại sao Trang lại yêu cầu tính tổng thu nhập của một năm? Bởi vì đây sẽ là con số phản ánh chính xác hơn chỉ là thu nhập hàng tháng. Nếu như các bạn chỉ tính thu nhập theo tháng, các bạn rất có thể sẽ bỏ qua tháng lương thứ 13 hoặc cũng có thể bỏ qua những khoản thu nhập khác mà các bạn có trong một năm. Vậy hãy thử tính xem, nếu như lương mỗi tháng của các bạn là 20 triệu, tính thêm tháng lương thứ 13, các bạn có tổng thu nhập là 260 triệu ở công ty đi làm chính thức. Con số nghe có vẻ vẫn chưa lớn lắm nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cộng thêm một vài những công việc mà các bạn đi làm thêm bên ngoài hoặc là làm thêm ngoài giờ, và tổng thu nhập cho tất cả những công việc này cứ cho là khoảng 100 triệu đi. Như vậy là tổng thu nhập một năm của các bạn sẽ là 360 triệu. Tổng số ngày làm việc của chúng ta trong một năm là khoảng 250 ngày. Lấy 360 triệu chia cho 250 ngày, các bạn sẽ có con số là 1 triệu 440 ngàn trong một ngày. Nào, bây giờ đến phần thú vị này. Các bạn làm bao nhiêu giờ trong một ngày? Người ta thường nói rằng chúng ta dành 8 tiếng để làm việc mỗi ngày phải không ạ? Không phải như vậy, bởi vì 8 tiếng chỉ là khoảng thời gian các bạn dành ở công sở mà thôi. Các bạn còn cần tính thêm vào đó khoảng thời gian chúng ta đi lại, di chuyển, tắc đường hay thậm chí là tạt qua chỗ này, tạt qua chỗ kia một chút để hỗ trợ cho công việc. Và cần tính thêm vào đó cả khoảng thời gian mà chúng ta làm thêm ngoài giờ cho những công việc bên ngoài không phải của công ty nữa. Vậy Trang sẽ tính một con số khiêm tốn thôi nhé, là 12 giờ mỗi ngày chúng ta dành cho làm việc. Hãy lấy con số là 1 triệu 440 ngàn tổng thu nhập trong một ngày chia cho 12 giờ, các bạn sẽ có con số rất tròn trĩnh là 120 ngàn trong một giờ. Như vậy, các bạn tạm biết rằng các bạn kiếm được 120 ngàn đồng trong một giờ. Nếu như có con số này rồi, các bạn có thể đặt thêm một số những câu hỏi khác để xem thời gian của mình liệu có đang được sử dụng một cách đúng cách hay không. Có bao giờ các bạn được một ngày làm việc ở nhà, ví dụ như là khoảng thời gian Covid-19, và cảm thấy nhà cửa của mình thật là bề bộn? Trong thời gian làm việc, các bạn rất muốn đứng dậy để dọn dẹp nhà cửa một chút xíu và để khiến cho không gian trong nhà của mình trở nên thoáng đãng hơn và có nhiều cảm hứng làm việc hơn. Các bạn dành ra khoảng 2 giờ để làm việc này. Trong khi số tiền các bạn cần bỏ ra để thuê một người giúp cho các bạn dọn nhà chỉ là 50 ngàn một giờ. Vậy liệu các bạn có sẵn sàng bỏ ra 50 ngàn một giờ để kiếm lại 120 ngàn hay không? Hay là chỉ vì tiếc rẻ 50 ngàn cho nên các bạn đã vứt bỏ đi 120 ngàn lẽ ra mình có thể kiếm được? Đây sẽ là một số câu hỏi mà các bạn có thể đặt ra để trong bất kỳ một trường hợp nào, một hoàn cảnh nào, hãy thử tự đặt câu hỏi xem nếu như làm việc này nó có giúp cho mình kiếm được nhiều tiền hơn hay không, hay là công việc này bản chất giá trị của nó còn chưa đủ bằng số tiền mà mình đang kiếm được trong một giờ. Nếu như có một ai đó sẵn sàng làm công việc mà các bạn đang làm với một mức lương thấp hơn, có lẽ các bạn nên thuê người đó làm đi, bởi vì các bạn sẽ vừa rảnh hơn mà vẫn kiếm được tiền từ công việc đó đấy. Phần đầu tiên của video ngày hôm nay, Trang đã giúp cho các bạn thử tính xem 1 giờ của các bạn đáng giá bao nhiêu và đặt nó trong mối tương quan với những công việc khác để xem liệu chúng ta có nên dành thời gian cho công việc này hay không và sắp xếp lại cho hợp lý. Các bạn hãy thử tính con số này cho các bạn đi và hãy comment ở phía bên dưới cho Trang biết là 1 giờ của các bạn đang đáng giá bao nhiêu nhé. Còn bây giờ Trang muốn đặt thêm một câu hỏi nữa. Các bạn có thấy sự khác biệt của chúng ta và của những tỷ phú xung quanh chúng ta không ạ? Tất nhiên, sự khác biệt là họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ cũng chỉ có 24 giờ một ngày thôi. Vậy làm sao họ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy khi mà khoảng thời gian không hề có hơn? Hoặc thôi, tạm quên những tỷ phú và hãy quay trở lại với chính mình đi. Các bạn có muốn là vào năm 50 tuổi, các bạn sẽ có một khoản tiền tiết kiệm là 20 tỷ không ạ? Ai cũng muốn, 20 tỷ là đủ để chúng ta có thể sống một cuộc đời tương đối dư dả và thoải mái mà không cần phải quá lo lắng rồi. Vậy làm như thế nào đây khi mà thu nhập một năm của chúng ta mới chỉ có 360 triệu? 20 tỷ trong vòng 50 năm. Bây giờ chúng ta cứ cho là 25 tuổi đi, có nghĩa là chúng ta còn 25 năm nữa để thực hiện mục tiêu này. Chia ra, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ cần phải kiếm được 800 triệu trong một năm để có thể đạt được mục tiêu có một cuốn sổ tiết kiệm 20 tỷ. Tất nhiên, xin được lưu ý đây chỉ là con số tương đối mà thôi. Nếu như các bạn là dân tài chính, các bạn có thể đưa vào đó những con số, những công thức tính chi tiết hơn để có được con số cụ thể hơn. Nhưng Trang sẽ lấy một con số tương đối đơn giản để cho tất cả chúng ta đều cùng hiểu được. 800 triệu trong một năm và liên tục trong vòng 25 năm, liệu điều này có đơn giản hay không? Một năm bây giờ chúng ta mới kiếm được có 360 triệu mà chúng ta lại cần phải kiếm thêm những 800 triệu một năm để đạt được mục tiêu tài chính của mình. Liệu điều này có hoang đường quá không?
Trong khi đó, thời gian mà chúng ta đang bỏ ra một ngày để làm việc đã là 12 tiếng mất rồi. Chúng ta không thể nào nhân 3 thời gian làm việc của mình để kiếm gấp 3 thu nhập lên được. Vậy làm như thế nào? Câu trả lời ở đây đó chính là chúng ta phải sử dụng đòn bẩy. Đã có câu nói, chỉ cần có một điểm tựa, chúng ta có thể nâng được cả thế giới này lên. Đòn bẩy sẽ là một công cụ cực kỳ hữu hiệu để giúp chúng ta đạt được những mục tiêu mà chúng ta mong muốn trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy các bạn có thể sử dụng đòn bẩy này như thế nào? Trong khuôn khổ của video ngày hôm nay, Trang sẽ chia sẻ một vài cách mà các bạn có thể tận dụng đòn bẩy với những người xung quanh, với nguồn lực dồi dào ở xung quanh chúng ta để giúp cho mục tiêu tài chính của chúng ta có thể đạt được nhanh chóng nhất. Đầu tiên, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đòn bẩy về thời gian của những người khác. Giống như Trang vừa nói, thay vì việc dành ra 2 tiếng đồng hồ để dọn dẹp nhà cửa, các bạn hoàn toàn có thể thuê một người khác với một mức lương thấp hơn rất nhiều và dành khoảng thời gian mà các bạn đang có cho công việc, đồng nghĩa với việc các bạn đang kiếm được thêm thu nhập cho mình. Hãy tận dụng thời gian của người khác để giúp việc cho mình và kiếm được thêm thu nhập cao hơn. Thứ nhất, đòn bẩy về thời gian. Thứ hai, đó là đòn bẩy về tài chính. Hãy thử tưởng tượng các bạn nhìn thấy rằng một miếng đất có thể sinh lời rất nhanh trong vòng 2 năm và các bạn có thể thậm chí là nhân đôi, nhân ba khoản tiền đầu tư của mình. Thế nhưng hiện tại, quay trở lại thì số tiền vốn của các bạn đang chưa có. Vậy làm như thế nào để các bạn có thể chớp lấy cơ hội kinh doanh ngay trước mắt? Đó chính là sử dụng đòn bẩy về tài chính. Có thể là vay mượn từ những người bạn bè thân thiết hoặc vay mượn ngân hàng hoặc những khoản tiền sẵn có cho chúng ta. Làm sao để chúng ta có thể tận dụng được tối đa cơ hội kinh doanh trước mắt và sau đó chỉ trong vòng 1 đến 2 năm thôi, chúng ta hoàn toàn có thể trả được khoản vốn ban đầu, nhưng trong tay của chúng ta đã có một khoản tiền lời rất lớn rồi. Đòn bẩy thứ ba mà các bạn có thể dùng đó chính là đòn bẩy về kiến thức. Các bạn biết đấy, thời gian của chúng ta có hạn và dù có cố gắng đọc nhiều sách đến đâu đi chăng nữa hay là xem bao nhiêu video đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào tiếp cận được hết với nguồn kiến thức vô tận của nhân loại. Thay vào đó, các bạn hãy tận dụng kiến thức từ những người xung quanh. Bằng cách nào? Bằng cách gặp gỡ nhiều hơn, connect, kết nối nhiều hơn và networking với những người giỏi hơn bạn, thậm chí mời họ làm việc cùng với bạn. Những chuyên gia trong những lĩnh vực khác đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong những lĩnh vực khác nhau, có thể cùng hội cùng thuyền và đem những kiến thức của họ cùng với những kỹ năng của bạn, tạo nên những cơ hội tuyệt vời để giúp cả hai gia tăng được thu nhập của mình. Chính bởi vậy, team up, làm việc cùng với nhau, tận dụng thời gian, công sức và cả trí tuệ của nhau để cùng nhau phát triển, đó chính là đòn bẩy thứ ba. Và đòn bẩy thứ tư mà các bạn có thể cân nhắc đó chính là hệ thống. Hãy hệ thống hóa những quy trình hay những gì mà các bạn đang cần phải làm. Nếu như một việc cần phải làm lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, đồng nghĩa với việc các bạn đang cần một quy trình cụ thể rõ ràng và một hệ thống để support và để giúp cho công việc của các bạn trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Và các bạn hãy thử nghĩ mà xem, nếu như một việc các bạn đã phải làm rất nhiều lần rồi và lần nào làm việc đó các bạn cũng phải làm lại từ đầu thì nó sẽ lấy của các bạn bao nhiêu thời gian? Thay vào đó, nếu như có sự hỗ trợ của một hệ thống đằng sau thì mỗi lần làm công việc này các bạn có thể chỉ cần dành rất ít thời gian, thậm chí là hệ thống có thể trở nên tự động hóa và làm tất cả những công việc này cho bạn thì các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và thời gian này hoàn toàn có thể được bạn sử dụng để đầu tư cho những cơ hội khác, ra những khoản thu nhập khác. Ngày hôm nay thì hãy thử cùng Trang vận dụng những kiến thức mà Trang vừa chia sẻ đã nhé. Bắt đầu bằng việc thử tính xem 1 giờ của các bạn đang đáng giá bao nhiêu. Sau đó, hãy thử nghĩ xem 1 giờ của các bạn trong tương lai, các bạn muốn nó đáng giá bao nhiêu và tìm cách đi từ điểm A đến điểm B bằng cách sử dụng đòn bẩy. Trang chúc cho các bạn và cả chính Trang nữa trong năm 2021 sẽ gia tăng được thu nhập của mình lên nhiều lần nữa, biết rõ giá trị của mình ở đâu và biết rõ cách thức để đi đến